Hôm nay nó có thông báo lại nè. Báo gì? Hả? Cái thông báo mà cái bay like cái nó thông báo đó. Hiện thông báo bữa giờ nó không có bị không có thông báo. Rồi con chào mấy cô buổi chiều nha. Chiều nay thì cô nào mua cũng sẽ được quà tặng hết nha. Chiều nay con có những cái chương trình rất là đặc biệt luôn nè. Cô nào vào săn vải cùng con chiều nay nha. Rồi cô nào đang xem lên cho con xin một bình luận. Con chào cô Phạm Tuyết nè. Đầu like, giữa like hay là cuối like đều con đều có quà cho các cô nha. Bắt đầu từ tuần này thì là chủ nhật nào các cô cũng sẽ gặp con. Thường là chủ nhật bên con không có làm. Nhưng mà dạo này buôn bán nó hơi bị khó khăn do Facebook nó bóp tương tác đó mấy cô. Nên là chủ nhật con vẫn sẽ like luôn ha. Cô nào đang xem lên cho con xin một bình luận với. Áo em đang mặc là vải thô thao. Cái ghế của chị đâu rồi? Ai mộ. Chờ con xíu con chia sẻ bài nha mấy cô ơi. Rồi cô nào thương con cho con xin một nút chia sẻ với nha. Chia sẻ về trang cá nhân cho bạn bè mình đều vô mua vải đẹp mà còn được quà tặng nữa nha mấy cô ơi. Ai đang xem like bình luận lên giùm con với. Mình chào cô Trang Thị Thu Huỳnh. Chờ mấy cô vô đông đủ một xíu rồi con tặng quà nha. Rồi cô nào đang xem bình luận lên giùm con để một lát nữa mình nhận được quà nha mấy cô. Con chào cô Nguyễn Điệp nè. Xíu nữa con lên quà tặng mà cô nào mà mình bị ẩn bình luận thì rất là thiệt thòi luôn. Nên là bây giờ mấy cô cứ bình luận lên thử xem có được đọc con đọc tên không. Con thấy cô Trang Thị Thu Huỳnh. Lên quà tặng mà mình bị ẩn bình luận ra rất là thiệt thòi luôn nha. Hiện tại bây giờ thì con thấy thêm cô Ngọc Thanh Từ nè, thấy cô Trang Thị Thu Huỳnh, thấy cô Nguyễn Điệp, thấy cô Phạm Tuyết, rồi hết rồi nha, hết rồi, thấy có mấy cô thôi. Anh ơi, và chia sẻ giùm chị một xíu được không? Rồi bây giờ con lên quà tặng nha.
Quà tặng đây, quà tặng đầu like cho tất cả những cô nào bình luận. Con chào cô Huỳnh Hồng, chào cô Hồng Đò. Rồi lên giùm con là mã tặng. Tặng chiều 9 tháng 4. Con tặng mỗi người là 2 mét lụa cát nha. Lụa cát nè. Về mình may đồng, may bộ, may áo dài đều xinh. Ai lấy mã tặng lên giùm con là tặng 9 tháng 4. Cây này có ít mét thôi nha. Con tặng hết cây luôn nè. Cả luôn. Tặng 9 tháng 4, con chào cô Trang Trang. Tặng 9 tháng 4 cho cô. Tặng chiều 9 tháng 4 nha. Lên giùm con là tặng chiều 9 tháng 4, tặng 2 mét cho cô Ngọc Thanh Từ. Tặng cô Nguyễn Điệp, tặng cô Trang Thị Thu Huỳnh, tặng cô Hồng Đoàn, tặng cô Linh Lan, tặng cô Trang Trang, rồi tặng cô Đăng Thiên. Cô nào mà bình luận thì mình sẽ có quà tặng nha. Chờ con một xíu đi, để con tặng hết coi cây này luôn nè. Cái kéo màu xanh. Chờ con một xíu để con coi còn phần cho cô nào không. Tại vì cái cây này còn rất là ít. Khúc này của cô Nguyễn Điệp đúng không? Cô Nguyễn Điệp là bị hụt một xíu, gần được 2 mét nha. Rồi còn một khúc cuối cùng này tặng chiều 9 tháng 4 cho cô Minh Thư nè. Cô Minh Thư thì là mình được tới 2 mét rưỡi luôn, một khúc cuối cùng. Rồi mấy cô ơi, cái đó chỉ là cái mở màn đầu like thôi nha. Mấy cô mà còn ở đây mua vải giùm con thì giữa like và cuối like đều có những cái món quà tặng nè. Giữa like với cuối like mà cô nào có mua vải bên con trong cái like hôm nay á thì mình sẽ được mua vải với giá 15.000 một mét nha. Vải 15.000 một mét thôi. Bảo đảm với mấy cô không phải là vải dởm đâu mấy cô, vải xịn nha. Mua vải xịn với giá 15.000 một mét. Rồi bây giờ con ghim bài nè. Chiều nay thì con có hàng linen màu cô tông với lại linen hoa luôn. Con có cô tông với lại linen thì giá 140 nha. Có rất là nhiều hàng đẹp, có cả bôi theo luôn đó mấy cô. Con ghim giá rồi con lên cho mình nè. Cô nào mà mình chưa có quà tặng thì ở đây mua vải giùm con. Rồi mình sẽ được những cái quà tặng hời hơn vào cuối like và giữa like luôn nha. Rồi cái phần quà mà lụa cát đó thì con hết số lượng rồi. Giữa like và cuối like con sẽ có những cái phần quà khác cho mấy cô. Nên mấy cô cứ việc yên tâm nha. Ở đây coi like với con nè. Con chào cô Nguyễn Thị Nhung, chào cô Mỹ Duyên Nguyễn,
Chào cô Thúy Nhi Nguyễn Thị nè. Rồi mã đầu tiên vừa mới nhắc luôn với cô. Boy theo giùm con. Boy theo nha. Màu hồng cúc này 50.000. Ai lấy lên mã 50 giùm con. Lên mã 50 giùm con nè, rất cute luôn. Đó nó mấy cái này là theo nè mấy cô. Nó theo gân gân lên nha. Con chào cô Nguyễn Thị Tuyết Hoa. 50 con chốt cô Mỹ Duyên Nguyễn. Được một. Em cho cái quạt nó quay quay đi, đừng có chỉ thẳng rồi. Con chào cô Yên Vũ. 2 2m8 nè. Rồi cái mã đó con còn có thêm một màu trắng nha mấy cô, rất là đẹp luôn. Lên giùm con là 62.000. 62.000 màu trắng nha. Hàng bôi theo mềm mịn cực kỳ, mặc thích hợp vào cái mùa hè nắng nóng này lắm nha. Được 1 2 3. Được 3m4 nè. 3m4 màu trắng này là bôi theo. Cùng họa tiết với cái màu hồng 62.000 nha. 62 ai lấy lên giùm con mã 62 nè. Mã 62 quà tặng là 2m lụa cát, nhưng mà em đã hết số lượng đó rồi chị ơi. Giờ mình ở đây mình mua vải mình săn quà, thì cô nào có mua vải bên em vào chiều nay thì giữa like với lại cuối like sẽ được săn quà tặng nha. 94 mã này. 94 ai lấy 94 lên 94 giùm con nè. Hàng bôi theo. À cái này không phải bôi mà là sô lên nền theo giùm con. Sô lên nền theo đó, nó theo dọc dọc vậy, vậy nha mấy cô. Màu hồng chữ Gucci, cái này về mấy cô lên lên đầm hay là lên áo sơ mi gì đều sang nha. Được 1, cắt 1m2 trắng cho cô Nguyễn Điệp. 2 3 4. Được 4m4 hồng, cắt 1m2 trắng cô Nguyễn Điệp nè, hồng 1m5 cho Trang Trang. 2m hồng cho cô Đặng Hiên. Chết. À, bị tay con. Cái này con còn được 3m thì không cắt được 2m cho cô Đặng Hiên rồi. 3m này. 3m này 62.000, ai lấy lên mã 62 giùm con. Ai lấy 62 lên 62 giùm con nha. Trời ơi cái mã màu trắng này rất là cute luôn nè. Cô nào lấy nó lên giùm con trắng trên mét hàng xô lên nành nha. Cái này về mình may được cho cả em bé, may được cho cả bé sơ sinh luôn. Rồi ok cho cô Đăng Hiên, con cảm ơn cô nè. Cái này hồi nãy cắt 1 mét hàng. Cái này con lên nhẹ lắm mấy cô ơi, có hai mấy ngàn mét à. Hàng xịn nha. Màu trắng con còn được 2m2, hàng xô lên lần theo. 2m2 39.000, ai lấy lên 39 giùm con. Rất là cute. Cực kỳ cute luôn nha. Đây, lên lần màu. Có cô nào không lên lần màu sáng giờ không? Sửa cái bế giùm chị. Rồi con lên trước trước một cái mã len hình hoa này đi ha. Len hình hoa nè. Về mây đầm mây bụng rất là sang luôn. Đây. Ai lấy mã này lên giùm con là 2m. Hàng len hình hoa. Len hình hoa đi con thử 2m bao nhiêu tiền nha. Trời ơi, mấy cô mua len hình bên con thì cũng biết chứ. Chào chị Thúy Ha Su nè. Rồi sổ ra sao? Bắt, nó đang bắt bế, để đúng bế giùm chị, để chị lấy cái dây.
này về mình may được đầm này kia, bộ lên áo, lên quần, ống suông, lên quần này. Hai mét này con cưng lên là có 59.000 thôi, ráng cài Dũng ơi. 59.000 thôi, 2m 59.000 là 1m chưa tới 30.000 dùm con nè. Lên đầm, lên áo, lên quần, ống suông hay là lên bộ gì đều sang nha. Cái này về mấy cô may áo dài cách tân được luôn nha. Về may áo dài cũng cực kỳ đẹp luôn nè, 2m. 2m chưa tới 60.000. À lấy lên dùm con, này con bán ký 140 luôn nha mấy cô. Hoa của nó là màu xanh đá nha. Hoa màu xanh đá cực kỳ sang luôn nè. À lấy mã này lên dùm con là hoa kèm mép. Đó, vô cho mấy cô thấy cái họa tiết của nó, cái khổ rộng nha. Chiều nay thì con không biết là like có bị tối không mấy cô. Bình luận lên giùm con với. 3 mét lên nền hoa cho cô Nguyễn Thị Mỹ Dung. Trời ơi, hàng cây luôn đó mấy cô. Dạ, xem được hả chị Kim Ngọc. 2m trên ghế. Hoa 2m của Mai Thảo. 3m. Coi cái tấm đó có bị lỗi không nhá. Tấm lên đây tấm. Rồi để em kiểm tra. 2m cô Mai Thảo nè. Con chào cô Liên Trần. Cô Liên Trần lên cho con xin số điện thoại nha. Không. Em kiểm tra rồi thấy không có lỗi. Tấm 1m rưỡi cô Phạm Tuyết nè. 3m cô Trinh Mạng. Cái trên ghế là 3m. Rồi cô nào lấy nó lên giùm con nha. Cái mã này thì sang cực kỳ luôn. Lai nền bột không dặm không ngứa. Hàng lai nền bột bên con là không dặm không ngứa nha. Cực kỳ thấm hút mồ hôi luôn. Để cho mấy cô xem cận cái chất của nó nè. Nó rất là đẹp nha. May không cần lót giùm con. Nó 2m. Đem ghế ra ngoài. Cô Yên Vũ 2m con cân lên chưa tới 60.000 nha. 1m rưỡi. 3m cô Linh Nguyễn. 1m rưỡi luôn rồi. Dùng con hàng lai nền bột không dặm không ngứa. Về mình lên đầm, lên bộ, lên xét hay là lên áo dài cách tân đều được. Rồi còn ít mét thôi nè. 2m con cân lên chưa được 60.000 nha. Cắt 1m rưỡi cho cô Ngọc Hương. Mấy cô mà vào săn cuối tuần giùm con với cùng với con thì sẽ được nhận được nhiều cái ưu đãi cực kỳ. Mà cái ưu đãi là gì thì một lát nữa mình sẽ biết ha. 1m rưỡi cô Ngọc Hương nè. Còn cô nào lấy nó lên giùm con là còn có ít mét thôi. Khúc cuối cùng. 1 2. Cái khúc này thì con còn được 2m75 này cô Diệp Tống ơi. Thì con không cắt 2m được ha. Nếu như cô lấy được thì lên giùm con là 81.000.
81.000 nè, lấy lên giùm con 81.000. Rồi một mã linen màu sáng giờ cô nào chờ đợi ha. Linen màu. Cái này linen lụa giùm con luôn nha. Linen lụa màu xanh biển nè. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn á. Mình hàng mướt. Lên đầm, lên bộ đều được. Rồi 81k con chốt cho cô dịp tắm. Về mình mang thùng ống suông nè, may áo sơ mi. Mấy mã này về lên đầm mặc rất là thoải mái luôn. Chất xịn giùm con nha, để con cân thử 2 mét thì bao nhiêu tiền ha. Cái này là hàng cây luôn nha mấy cô. Con thử 2 mét lên bao nhiêu tiền nè. Lên hình lụa màu xanh biển. Hôm trước con có bán một cái cây lên hình lụa màu nâu chùa đó. Về cô nào cũng khen cái chất hết trơn á. Cái này thì về mấy cô may được áo dài luôn giùm con. Mã này về may áo dài được luôn nha. Trời ơi 2 mét cân lên có 48.000 à. 2 mét cân lên 48.000 thôi. Cái này là cái cây khác hay là chung nhỉ? Khác bế đúng không? Nhã. Ừ. Khác hay chung vậy? Chung mà. Tại vì nó bị chảy bới rồi. Kiếm giùm chị cái đầu đó nó bị dơ rồi. Cái đầu này nó bị lỗi rồi. Cô chờ con xíu nha, để con kiểm tra lỗi kỹ trước khi cắt vải cho mình nè. Cắt 2m2 cô Nguyễn Điệp, 3m cho cô Linh Nguyễn. Lai nền lụa giùm con. 2m48.000. Về lên đầm lên bộ đều đẹp. Cái này may bộ mặc nhà hay là may bộ đi chơi đều được hết nha mấy cô. Hàng rất là mềm luôn. Mềm nước cực kỳ. 1m tầm 24.000. Quá rẻ luôn. Cái này hàng cây của con luôn nha. Đợt trước mà cô nào có mua lên nền lụa màu nâu là biết cái chất nó đẹp rồi nha. Đẹp giả mang luôn á. Cái bề mặt nó có một cái độ bóng nhẹ á mấy cô. Bề mặt nó có một cái độ bóng nhẹ nha. Mềm rũ. Không, cái này may không mỏng đâu cô. Cô lên đầm lên bộ là không cần lót. Lên đầm lên bộ không cần lót nha. Đó, cô ướm lên mà mấy cô đâu thấy được. Thường là trước ánh đèn á sẽ dễ. Nó cảm thấy vải nó bị mỏng, nó sẽ bị dễ khi mà mình để phía sau vậy. Nhưng mà cái này lên không thấy nha. Là có nghĩa là nó không mỏng giùm con. Nó nhẹ nhưng mà nó không mỏng. Rồi 2m này lên giùm con là 48.000. 2m48. Alex xanh biển lên xanh biển kèm mét giùm con. Alex xanh biển lên giùm con xanh biển kèm mét. Rồi mã này của con là hàng thô cô tông 100% cô tông. Cái này về mấy cô may ra được luôn nha. Mã này về may ra được giùm con nè. Màu vàng, ai lấy vàng lên vàng kèm mét giùm con. Cô tông 100% luôn. Đó hình chiếc đồng hồ ha. Ai lấy mã này lên vàng kèm mét giùm con nè. Cô nào lấy mã này lên giùm con là vàng kèm mét. Để con cắt thử 2 mét bao nhiêu tiền nha. Sau lưng màu hồng. Cô lập trần chờ xíu là con lên hết toàn bộ luôn nè. Rồi 2 mét này con cân lên là 48.000.
hai mét tô cô tông này cũng có 48.000 thôi nha. Cô tông 100% giùm con, thấm hút mồ hôi cực kỳ về mình lên lên bộ nè, hoặc là lên ga gối được mã này giùm con luôn. Cái này hàng cây có nhiều nè, cô nào may ga lấy mã này được ha, 100%. Anh lấy mã vàng lên vàng giùm con. Mã này của con là hàng Linen Bamboo màu cam sữa. Cam sữa lấy lên giùm con 94.000. 94 kèm mét giùm con nè, màu cam sữa ha. Trời ơi, cái này hàng lóc. Một khúc vậy là được 9 tấc rưỡi. Linen Bamboo thì về mình may bộ nè, may áo mặc cực kỳ mát luôn. 25.000. 9 tấc rưỡi 25.000 một tấm, như vậy là 25.000 nha mấy cô. Con không, cái đó không có rồi. Đó. Không phải cái chứ. Cái này show lên mình 25 một tấm cho cô Nguyễn Điệp nè. Rồi, hàng mã này của con là 38 màu đen. Này nó dạng là xô mấy cô, xô nha, dạng nó như là xô muslin này, hai lớp nè, về mấy cô may đồ cho bé được luôn nha. Cái này hai lớp nha mấy cô nè, hai lớp xô muslin hai lớp được 1m4, màu đen lên giùm con 38.000. 38, anh lấy 38 lên 38 giùm con nè. Anh lấy 38 lên giùm con 38 nha. Rồi, hoa nhí thô cô tông màu vàng. Ba tám con chốt cô manh gì. Nhí vàng, anh lấy nhí vàng lên nhí vàng kèm mép giùm con. 27. Cô tông số xéo nè. Anh lấy nhí vàng lên nhí vàng giùm con. 1 2 3 mấy cái cây này nhỏ nhỏ, cây có mấy mét thôi mấy cô. 4 5 được 5 mét rưỡi nha. Mấy cái khúc cam sữa còn lại thì nó cũng 9 tấc rưỡi, nó bị lắp khúc bằng nhau á. Cô Nguyễn Điệp, cô lấy mấy tấm nè. Rồi 147.000. Trời ơi, rẻ rề luôn. 5m rưỡi 147. Anh lấy nhí vàng lên nhí vàng giùm con. Cô tông số xéo giùm con nha, cực kỳ thấm hút mồ hôi luôn. Về mình may đầm may bộ cho bé nè, may được cho cả người lớn. Cái này mấy cô may đầm được cho người lớn luôn nha. 1m rưỡi cho cô Trang Trang, hoặc là mình may bộ mặt nhà rồi vậy cũng được nè. Hàng này thì dày dặn may không cần lót giùm con. Hai mét rưỡi cô Nhung Lê. Nhí vàng còn lại được 1m6 chốt cho cô Diệp Tống ha. Có 42.000 thôi cô. 42. Đó, cái nhí vàng đó con còn 2 tông nữa nè. Con chào cô Anh Khoa. Rồi, ai lấy nhí kem lên nhí kem kèm mét. Trời ơi, cái màu này nhu ghê luôn á. Nhìn dễ thương lắm luôn á mấy cô. Màu cực kỳ nhu nè. Ai lấy nhí kem lên nhí kem kèm mét giùm con. Lấy nhí kem lên giùm con, nhí kem kèm mét có mấy mét thôi nè. Bữa nào lấy nhí kem lên giùm con, nhí kem cùng một chất liệu, cùng một họa tiết luôn nha, mà nó có 3 tông. 3 4
5 6 được 6m3 luôn nè. Cắt 1m5 cô Trang Trang. Cái này về mình may đầm may bộ mặt mắt rất là mát nha cô. May đồ mẹ và bé được luôn á. Cô nào lấy nhí kem lên nhí kem giùm con. 1m7 cô Thanh Kim. Dạ vải con đang mặc hiện tại là hết nha. Đó là hàng thô theo á. Bình thường cô ra thô theo mà mấy cô săn mấy cái khúc về đó cô may về cũng rất là đẹp luôn nè. Cực kỳ dễ thương luôn á. À, lấy nhí kem lên nhí kem giùm con. Cái này con còn được 1 2 3 mét chẵn. 3 mét chẵn nhí kem lên giùm con là 81.000. 81, à lấy 81 lên 81 giùm con. À lấy mã này lên giùm con 81. Rồi một tông nhí hồng, trời ơi dễ thương quá chừng luôn. Cái đó con còn 3 mét thì không cắt được nha cô Yên Vũ. 81 nha. Chị chưa màu vàng chanh chưa có. Chị tìm lại nền màu hay gì. Đây nhí hồng, cô nào lấy nhí hồng lên nhí hồng kèm mét. Cái đó con còn 3 mét đó cô Yên Vũ, lấy được không? 3 mét có 81 ngàn à. À lấy nhí hồng lên nhí hồng kèm mét giùm con. Nhìn màn hình nó vẫn cứ bị tối tối kiểu gì á. Đây nhí hồng nha. Cô nào lấy nhí hồng lên nhí hồng giùm con. 1 2 3 4. Rồi cô lấy 3 mét. Chốt 3 mét nhí kem còn lại cho cô. Được 4m1. Nhí hồng 4m1. Lên giùm con là 136.000. 136 cho cô nào lấy lên giùm con 136. 136 lấy lên 136 giùm con nha. Em gọn cái gọn gọn. Nè chỉ cho em lên cái đó, em để lên cái chuồng đó. Miễn sao chị lấy được cái dây thôi là được rồi. Nhí hồng dễ thương cực kỳ mà không cô nào lấy hả. Rồi mã này của con là xô Muslin. Hai mươi lăm ngàn màu hồng nha. Được 1m3. Ai lấy lên giùm con nè. Chúc cô Thủy Phạm. Rồi màu này của con 78.000. 78 ai lấy lên 78 giùm con. Đó tông màu hồng đất ha. 78 là tông hồng đất. Được 1 2 3 3m8. Chốt cô Huỳnh Phương. Rồi khúc đó con có một tông màu xanh nữa nè. Đúng rồi, 73.000. Tông xanh 73. À lấy 73 lên 73 giùm con. Một hai. Con chúc cô Linh Nguyễn. 3. Được 3m7 nha cô. Rồi còn một tông cuối cùng, tông màu xanh phối với lại màu hồng đất, 62.000. Lấy mã này lên giùm con 62 nè. Cô nào lấy mã này lên giùm con 62 nha. 1 2 3. Được 3m2. 62.000. Cô nào lấy lên 62. Con chốt cô Yên Vũ. Rồi
rồi thêm một mã linen lụa nữa. Cái này thì nãy không xếp lại gì chị nữa. Cái màu hồi nãy là thiên về cái tông, cái tông nó là kiểu như là cái tông xanh lam lắm cô. Linen lụa màu xanh lam nè. 2 mét này con cân lên 48.000, Alex xanh lam lên xanh lam kèm mét. Đó, mình hàng là mềm rũ lên bộ, lên đầm, lên áo dài đều được. Lên quần ống suông, lên áo dài, mấy áo sơ mi đều được nha. Cái bề mặt nó có một cái bộ độ bóng nhẹ mấy cô, nhìn cực kỳ sang luôn. 2 mét này là 48.000. 2 mét này là 48.000 nha. Cô nào lấy lên xanh lam kèm mét giùm con. Tại vì bây giờ con có thêm một cái tông là nó màu xanh biển hơn á. Nên là cô nào lấy mã đó lên giùm con là xanh lam ha. Một lát nữa là có tông xanh biển hơn nè. Tại vì bỏ vô bao nó bị lộn á. Rồi mã này của con là hàng Solanin. Solanin hình con bướm màu xám 118.000. À cái này hai khúc mấy cô ơi. Một khúc này của con là 60.000. 60, à lấy 60 lên mã 60 giùm con. Hồi sáng cái mã này con bán hết sạch luôn á. Mấy tông là con bán hết sạch luôn. Còn thêm được mấy màu này nè. Mấy khúc màu lam nè. Hàng Solanin 60 con chúc cô hình phu. 1 2 3 để đó đi. Hơn 3 mét. Rồi còn một khúc nữa hàng Solanin. Solanin 57.000. Màu lam 57, hay lấy 57 lên 57 giùm con. Có màu xám không? Cái này là màu xám nè cô. Là cô tìm màu xám trơn hay sao nè. 1 2 Hơn 3 mét. Hơn 3 mét lên màu này lên giùm con 56.000. Hơn 3 mét 56, hay lấy 56 lên 56 giùm con. Rồi Solanin. À cái này bôi theo. Cái này bôi theo giùm con. Đó, nó theo gì nha mấy cô. 57 con chốt cô Nguyễn Điệp. 2 tấm coi tấm này. Để lên con lại thử đi. Được 1. Sắm trơn ở sắm trơn con chưa thấy. 2. Được 2m2. Hai mét hai 41.000. Cô nào lấy lên giùm con 41. 2m2 41, ai lấy lên 41 giùm con. Bốn mốt chốt cho cô Phương Lan. Rồi mã này của con là hàng linen nè. Linen hoa màu xanh 98.000. Ai lấy 98 lên 98 giùm con. Ai lấy 98 lên 98 giùm con. Này về may bộ may đầm được nha mấy cô. Này may bộ được giùm con nè. Được 1 2 hoa màu xanh biển nha. Đó đây nó có hoa nhí nhí nè. Hoa mai 3 được 3m rưỡi. 3m rưỡi lấy hết hộp chia. 3m rưỡi lấy hết hộp chia nè. Rồi cùng một họa tiết nhưng mà tông hồng. Cái này hàng linen. Hàng linen theo 26.000. Nè nó có theo mấy cái lỗ tròn tròn kiểu như để thoáng khí khi mình mặc màu mùa hè á cô. Ai lấy mã này lên giùm con nha. 26 chúc cô Trang Trang. Xanh biển của cô nào lấy không, không này thôi. 3m rưỡi lấy hết hộp chia giùm con nha. Rồi màu xám. Màu xám 25.000. Xám lên giùm con 25. Được 9,5 tấc con chào cô Lê Ngọc Hòa. 25 chúc cô manh gì. Trời ơi cái màu xanh này nó đẹp lắm mấy cô. Màu xanh biển này đẹp lắm nha. Đó hoa mai, hình hoa mai 5 cánh giùm con luôn. Hút đó được 3,5 mét. Cái họa tiết này thì con còn duy nhất một màu xanh. 98.000, 3,5 mét, 98 tính ra 1 mét chưa tới 30.000 nha. 1 mét chưa tới 30.000 luôn nha. Rồi
Còn sót lại một tấm này nền màu xanh đá. Xanh đá 46 ngàn. Ai lấy 46 lên 46 giùm con. Được một. 1m6 46 ngàn màu xanh đá. Màu xanh đá nha mấy cô. 1m6 46 ngàn màu xanh đá nè. Rồi thêm một mã bôi theo hình trái lê 32.400 con chú cô Yên Vũ. Trời, cái này là hai khúc nhỏ nè. Một khúc dạng 15.000 nha mấy cô. Về may đồ cho bé rất là mát luôn. Cái này 9,5 tấc. 32.000 là hai khúc nha cô Đăng Hiên. 32.000 là hai khúc á. Hai khúc đó cộng lại với 32.000 nó bị kẹp. Linen có nhiều loại linen lắm. Linen bột rồi. Rồi xô linen đồ vậy đó cô Thúy Hà Xô. Có cả hàng bôi theo nữa nha. Rồi mã này là linen bamboo nè. Linen bamboo giùm con. Tân thì em chưa thấy mà không biết có kiện nào có linen tân, còn mấy kiện chưa khui nên là em chưa biết được nha. Đã nhìn chuyện mới. Rồi lấy mã kem lên giùm con, kem kèm mét. Cái này thì hàng dày dặn. Mình may không cần lót luôn nha mấy cô. Lên đầm lên bộ đều được nè. 100% là thấm hút mồ hôi. Vàng chanh phía. À cái này là mã trái lê. Trái lê đây có mấy hình tiết nè. Đó cái này khúc dài luôn nha. Trái lê này là hàng bôi theo luôn nè. Con lến này là rẻ xỉu luôn á. 14.000 khúc này. Khúc này được 9 tấc. 14 chốt cô Trang Trang. Nguyên khúc to này của con là 121.000. À lấy 121 lên 121. Rồi chốt cô Bích Ngọc Trần ha. 121 chốt cô Bích Ngọc Trần. Rồi mã này của con là hàng linen. Linen theo. Được 1 mét. Cái này có dơ rồi nha. 27.000 một mét 27.000. Đâu rồi? Đây. Cô nào lấy con giảm còn 22. 27 giảm còn 22 chút cô Trang Trang. Đó, cái tâm hồi nãy con còn một màu nữa nè. Trái lê. Trái lê hàng bôi theo con còn một màu nữa. Một 141.000. À, lấy 141 lên 141 giùm con tông hồng cực kỳ dễ thương luôn. Cái này mà mấy cô nào mà làm hàng em bé mua về rất là hời luôn á mấy cô. Một bộ vậy đâu có tốn nhiều tiền vải đâu mà cái chất nó xịn cực kỳ luôn á. Cách 3m 141 cô nước hoa. 3m cô chi chi. Cô nào lấy chia nữa không? Con cắt cho nè. 2m cô Diễm Lan. 2m. Rồi chiều nay mà cô nào ở đây xem live với con tới giữa live hay cuối live thì có quà hết nha. Quà tặng bất ngờ luôn. 1. Cái này còn hơn 2m xíu nha. Con lên nhẹ hèo à cô ơi. Rồi mã đó con hết. Hoa nhí này là hàng linen theo giùm con. Đó, nó theo là nó theo mấy cái. Đây, nó theo vậy nha mấy cô. Không phải nó theo hình hoa mà là nó theo kiểu vuông vuông vậy á. Hình caro. 1 2 3 hơn 3m giùm con nè. 3m 15 luôn nha. 76.000 ai lấy lên 76 giùm con được 3m 15. 3m 15 76.000 lấy 76 lên 76. Rồi tấm này của con là hàng linen hoa. Linen hoa.
Màu lạ. Mấy cái tông này sang ghê luôn á. 45.000 mã này. 45 ai lấy 45 lên 45. Bốn mươi lăm chốt cô Linh Nguyên. 76 này là chất lên đỉnh cao quá chị. Cô Liên Trần lên cho con xin số điện thoại mấy chút mã được nha cô. Cái đó là cái nhí này là chất lan đình nha, mấy cô lan đình theo giùm con. 76.000. Được hơn 3 mét. Rồi, cherry. Cherry này của con là hàng lan đình luôn. Cherry đỏ hàng lan đình. Một trăm mười ba ngàn. Rồi con có số điện thoại của cô Liên Trần nha. Trời ơi cô Huỳnh Phương ơi, giờ con không biết cái mã mà cô chốt thì nó đang nằm ở đâu luôn á. Nó lạc trôi lâu lắm luôn rồi, lấy hết đó giùm con được không? Tại vì nó nhẹ lắm á cô. Rồi mã này cách 1,5 mét cho chị Phương Lan. Cái cherry đỏ nó lên giùm con nè. Con lên nhẹ hèo à. Hàng lên nền nha. Cái cherry đỏ lên giùm con. Hàng lên nền nè. 1,2 mét cô Trang Thị Thu Huỳnh. Một mét rưỡi cô Trang Trang. Cherry còn 1,2 mét. Cắt lỗi là còn 1,85 mét thôi nha. Một mét 85 cherry 32.000. Trời là trời. Rẻ quá rẻ luôn á. Quá là rẻ luôn nha. Trái lê màu trắng khúc nhỏ về may cho bé giùm con 15.000. 15 ai lấy lên mã 15 giùm con. 32 chúc cô Linh Nguyễn. 15 được 9,5 tấc. Solanin được 8 tấc khúc này. Hình chú thỏ. 8 tấc 21.000 lấy lên giùm con 21. Lấy lên giùm con mã 21. Mười lăm con chốt cho cô Bảo Thu. 21 con chốt cho cô Đăng Hiền. 21 bị rớt. Rồi mã này của con là bi màu xanh. Hàng lên nền luôn 99.000. Bi xanh lá 99. Bi xanh lá 99 nha, hàng lên nền. Ai lấy bi xanh, bi xanh kèm mép giùm con. 99.000 nha. Ai lấy bi xanh lên bi xanh giùm con 99 được 1. Cắt 3 mét cho cô nước hoa nè. 3 mét mã 99. Này con còn được 1. 2. 2 mét 6. Hai mét sáu 45.000. Lấy lên 45 giùm con. 45 ai lấy 45 lên 45. Rồi một khúc nhỏ nhí. Khúc này ai lấy con tặng. Lên mã tặng con tặng. Cái này về mình may được cái quần đùa cho bé. Ai lấy tặng con tặng nha. Bi 45 con chốt cô Hiền Vũ.
con tặng cô Đăng Hiền 101 cái mã này. Cái này tặng, cái này mã màu xanh biển, bi màu xanh biển 101. 1,5 m cho cô Trần Kim Phụ. Cái này cổ 1,45 m giùm con. Cổ 1,45 m nha. Mét rưỡi. Này con lên nhẹ hiều rồi mấy con. À đấy lên giùm con nè. Bi màu xanh biển nha. Hàng lai nền bi màu xanh biển giùm con. Đợt 1. 2. 3. 4. Được 4 m. 3. Bốn mét ba 76 ngàn. Lấy lên mã 76 dùm con. 4,3 m 76. Lấy 76 lên 76. Mã này của con là hàng boy. Xanh biển 2 m cô Thúy Ha Su. 18 ngàn boy. Boy theo luôn nha. Được 9,5 m. Cắt 2 m chị Thúy Ha Su nè. Phần còn lại cô Nhung Nguyễn lấy dùm con được không? Cô lỡ cắt 2 m rồi. Mười tám chất cô Trang Trang. Rồi ok cho cô Nhung Nguyễn. Con cảm ơn cô nha. Caro màu xanh đen 73 ngàn. Hoa nhí 73. À lấy 73 lên 73 giùm con. Cô nào lấy 73 lên 73 giùm con nè. Cái này là cái chất của nó là dạng xô mềm á mấy cô. Dạng xô mềm nha. Con chốt cô manh gì. Nhưng mà cái này thì may bộ được nè. Cái màu này nó không có bị lộ đâu mấy cô. Rồi, màu này màu cam gạch giùm con. 64 ngàn màu cam gạch. 64 lấy 64 lên 64 giùm con màu cam gạch nha. Nó nhí nhí vậy nè mấy cô. Cái này về mình may bộ được nha, không mỏng lắm đâu, không mỏng. Màu gạch rất là sang luôn, không mỏng. Về may bộ mặt nhà được. Ai lấy lên giùm con. Được 1 2 3 được 4 m 1. Mã này con được 4 m 1. Lấy hết phọc chia nha. 4 m 1 lấy hết phọc chia nè. Trời ơi mấy cái này mèo mèo là về may cho bé được luôn á. 57 ngàn mã này lên giùm con. 57. Bi xanh hả? Bi xanh em hết rồi. Bi xanh hết rồi nha. Màu hồng 57 cho cô Bảo Thu. 1 2 3. Được 3,7 m luôn nha cô. Có cam gạch cắt 2 m cô Lan Phạm. Màu hả? Màu chờ con xíu. Con có cái hàng à linen lụa đó. Linen lụa đó được không cô? 2 m nè. 2 m này con nhẹ hiều luôn á. Cam gạch như con còn được 3 m. Màu này sang nha mấy cô. 2. Mã 57 hết rồi cô Nước Hoa ơi. Con còn khúc này là 2 m 3 nè. 2 m 3 cam gạch lên nhìn. 2 m 3 34 ngàn hả? Nó nhẹ dữ vậy. 2 m 3 54. Cái khúc này của con là màu lam 20 ngàn. Màu này là màu xám.
một xám trắng, một được 1,4 m nha, 1,4 m 20,000 cái đó. Ba bốn chú cô Đăng Hiền, 20 chú cô rồi. Màu hồng con còn mấy khúc nhỏ nè, màu hồng 24 lên 24 giùm con, mã này 24 nha, cô nào lấy lên 24 nha. Được một cô Liên Trần comment sau không à, 1,5 m 24 chú cô Trang Trang, nó là kiểu là dạng xô mềm á cô, cái chất này về may cho bé mặc rất là mát luôn. 13.000 ai lấy 13 lên 13, may được cho người lớn nha, mấy cái màu tối tối thì nó không lộ á, mình may được đồ bộ mặt nhà luôn. Cái này con được 1 m. Mười ba chúc cô Linh Nguyễn. Rồi còn một khúc màu ghi, ghi 21.000, với lại một khúc ghi to là 63.000. Cô nào lấy khúc nào lấy khúc đó giùm con ha, 21 với lại 63. 1 được 1,3 m, 21 1,3 m. Chúc cô Linh Nguyễn. Rồi con còn khúc 63 chốt cô Anh Lương, màu xanh biển nha, nó cùng một họa tiết hết đó mấy cô. 32.000 lấy lên 32 giùm con, mã 32 lấy 32 lên 32. Mấy cô mà con không đọc tên đó là mình chốt chậm nha, nên là mình không có được mã đó. 32 con chốt cho cô Nhung Nguyễn. Rồi được con hai mấy, trời cái đó nó rẻ giả mang luôn á. Hàng cô Tâm, cô Tâm Hoa Nhí, cụ xã, cụ xã đi nào đó. Rồi em lấy nhí lên nhí kèm mép giùm con, nền của nó là màu trắng luôn nha, cái mã này về mình may đầm lên bộ gì không cần lót giùm con. Hàng dày dặn cô Tâm 100% nè, mã 32 cô chốt rồi cô Lan Phạm ơi. Ai lấy nhí lên nhí kèm mép giùm con, nó là dạng cô tông sứa sáng nha. Ai lấy nhí lên nhí kèm mép giùm con nè. 1 2 3 4 5 được hơn 6 m, được hơn 6 m nè. Mã nhí con nào lấy nhí lên nhí giùm con. Một trăm sáu mươi mốt ngàn, 161. Ai lấy lên giùm con mã 161, 161 kèm mép hai nhí nha. Rồi mã này của con là hàng lai nền lụa màu xanh biển, màu này xuất sắc luôn. Cái dây đâu? Nó đâu rồi? Lai nền lụa màu xanh biển giùm con. Đó, để quay cam sao cho mấy con xem nha, cái chất xuất sắc luôn á. Cái này thấy nhiêu chưa? Đang lên dở cái chỉ. Ai lấy xanh biển lên xanh biển giùm con, lai nền lụa nha. Đó, cái chất đẹp cực kỳ luôn á, mềm mịn. Mình lên bộ nè, lên đầm, lên quần ống suông, lên set, lên áo sơ mi gì đều được hết. Mã này mấy cô lên được áo dài luôn giùm con. 2 m nãy con cân lên là có 48.000 thôi. 2,5 m cho cô Lan Phạm, 2,5 m cô Thủy Trần. Lai nền lụa nha, hàng này của con là hàng tây luôn nè. Di chuyển mua hay sao? Một mét bảy cô Thanh Kim, cô nào lấy xanh biển lên xanh biển giùm con, cái này hàng cây luôn nha mấy cô. Đợt trước cô nào có mua cái lên nền lụa nâu chùa thì là cái chất nó y chang vậy, nó đẹp y chang vậy luôn nha.
xanh biển lên xanh biển kèm mép giùm con. Có hai tông là một cái là xanh biển với lại một cái là màu xanh lam. Cái chất này thì nó mềm rũ nha. Con nào lấy xanh biển lên xanh biển kèm mép giùm con. Lấy xanh biển lên xanh biển giùm con nha. Rồi con lấy một ít hàng màu nè. Cái này là xô. Xô màu nâu. Màu vàng đất đậm, 67.000 mã này. Cái này là xô 2 lớp á. Này mấy cô về làm khăn cho bé được luôn nha. Đó, xô 2 lớp giùm con. 67 được 1. 2. Cái này có 2 mét rưỡi thôi, chúc cô Loan Phạm nè. 2 mét rưỡi 67.000, chúc cô Loan Phạm. Màu này của con là màu kiểu nó là màu mắm tôm á. Màu mắm tôm nha, xô 2 lớp luôn, 85.000. 85 ai lấy 85 lên 85 giùm con. Cái này thì về mình may bộ mà cũng được thấm hút mồ hôi nha. Được 1. 2 dạ khúc đó con không có chốt cho cô nước hoa. 3. Cái này của con được 3m1 nè. Ba mét mốt 85.000, lấy lên 85 giùm con. 1m3 xanh biển cho cô Mỹ Anh Đoàn. Hàng lấy nền lụa nha, xanh biển này là hàng lấy nền lụa giùm con nè. Mình hàng mềm rũ. Chào cô Đỗ Thanh. Mã 85 cắt 1m5 cho cô Manh Dì. Rồi 85 con còn được 1m7. 1m7 lên giùm con là 45.000. 1m7 45 ai lấy 45 lên 45 giùm con. Còn lại cô là khoảng lắm, Loan Phạm lấy. Còn lại chốt cô Loan Phạm. Mã này của con là hàng Lan Ninh nha. Hàng Lan Ninh nè. Màu của nó là màu kem. Ai lấy lên giùm con, kem kèm mát. Hàng Lan Ninh này thì mình lên bộ lên đầm ấy không cần lót giùm con. Lên được áo dài cách tân. Ai lấy mã này lên giùm con là kem kèm mép. Mã kem, ai lấy kem lên kem kèm mép nha. Màu hồng này của con là hàng Lenin luôn nè. Đây dơ cận chất cho mấy cô xem cái sớ vải của nó nè. Hàng Lenin nha. Ai lấy hồng lên hồng kèm mép giùm con. Nước vải gì cho nước coi. Anh lấy hồng lên hồng kèm mép giùm con. 2 mét này nãy cô lên cái tiền con. 2 mét nhẹ hèo à, có chưa tới 30 ngàn 1 mét nữa mấy cô ơi. Chất rất là đẹp, về mình may đầm may bộ gì đều được ha. Lên đầm lên bộ đều được nè. Hồng 1 mét rưỡi cô Linh Nguyễn, 1 mét 4 cô Liên Trần, 2 mét rưỡi cô Lan Phạm. Có gì có ghi tên không? Có chưa gờ. 1m4 cô Liên Trần nè. 1m2 cho cô Kim Phượng. 1m2 lấy hồng nữa lên hồng kèm mép giùm con là hàng Lan Ninh nha.
một mét rưỡi, một mét tư, hai mét rưỡi. Một mét cho cô lịch pha. Nó một mét hai. Chết rồi. Một mét tư. Đây, đây qua. Kỳ quá thử á. Sao vàng có hai cái bóng vậy? Nên chị thử cái kiểu này. Ok. Thôi con nào lấy hồng nữa lên hồng giùm con. Cái rửa đó đó. Một mét. Này con còn được một. Một mét chín. Một mét chín mã này. Một mét chín 46 ngàn. Ai lấy lên 46 giùm con. Ai lấy lên giùm con mã 46 nha. Lên trắng hả? Không, ý là lên nền trắng trơn á. Ra ngoài lấy gì chị mấy khúc đi. Có một ba lên nền màu trắng ngoài. Rồi màu hồng này con còn 46 ngàn, cô nào lấy lên giùm con nha. Lấy thôi. Ở ngoài cái bao ở ngoài á. Cái này con có một khúc lên nền lụa màu trắng méo sơ mi được nè. Lên nền lụa màu trắng nha. 1 2 mét. Hai mét lên giùm con 55 ngàn. Hai mét 55, ai lấy 55 lên 55. Lên nền lụa màu trắng. Rồi mã này của con là hàng lên nền. Cô Liên Trần có lấy mã lên nền lụa này không? Cô chờ cô nè. Có một ở vòng vòng cái bao mà đen đó đó. Nhớ là có một cái bao, nguyên một cái bao lên nền màu trắng không á. Nó đựng trong bao trong luôn, nên là dễ thấy đó. Lấy vài khúc thôi, đừng có bưng hết vô. Đúng không? Ừ. Rồi cái mã con đang lên là hàng lai đình luôn nè. Đây nha, họa tiết hình rít rắc. Ai lấy mã này lên giùm con là xám kèm mét. Cô mua có họa tiết hả? Từ từ. Để bộ đạm nó đi. Vậy thì chờ xíu đi nha cô. Nếu có thì con lên. Xám 1 mét cô Huỳnh Hồng. Cái này con lên chắc nhẹ hiều luôn á. 2m55 này con chúc cô manh gì nè. Rồi 1 mét này có 18 ngàn thôi. Nếu không làm không? Ừ. 1 mét. Cái này thì về mình này. Về mình may bộ nè. May áo sơ mi đồ vậy nha mấy cô. Này về may áo sơ mi nam được luôn á. Khúc đó 2m2, khúc này 2m nè. 2m cô Thủy Trần. Cái
con còn được. Trời ơi, vừa đủ. Bị hụt một xíu cô Lan Phạm ơi. Chưa được 2 mét nha. 1m95 à. Cô Lan Phạm được 1m95 nha. Cái này thì nó, nãy con thấy lỗi đâu ta. Cái này ở biên nó bị một xíu xíu thôi. Ba Lam giảm cho cô còn 33.000. Rồi cô họa tiếp, con có thêm màu này là màu hồng. Có thêm màu hồng nha. Ba Lam giảm màu hồng. 144.000. 144 ra đấy, 144 lên 144 kèm mét giùm con. Màu hồng. Cắt 2 mét cô Nga luôn. Ai lấy mã hồng lên hồng kèm mét giùm con. Mã con mét này có 18.000 á cái cô. Để đều luôn. Về mình lên bộ lên sơ mi cũng được nha. Lên bộ lên sơ mi giùm con nè. 1,5 mét ít cho cô Kim Phượng. 2,3 mét cô Loan Phạm. Hai cô lái tổng hay gì vậy? Hả? Mất vải gì? Đơn của ai vậy? Một khúc cuối cùng còn được 1,7 mét 1,7 mét 32.000. Ai lấy lên 32 giùm con. Còn 1,7 mét 32.000 nha. Cái trắng này tôi chưa được. Cái đó bấm rồi đó. Rồi, lay nền trắng. Lay nền trắng. Nguyên một bế dài luôn nè. Cái này là hàng lên nền bột nha. Cô nào lấy trắng lên trắng kèm mét giùm con. Để con thử 2 mét thì bao nhiêu tiền. Cái này hàng dày dặn nha mấy cô. May không cần lót giùm con luôn. Đó, màu trắng thường nó rất là mỏng. Dưới ánh đèn thì mình cảm thấy nó rất là lộ. Nhưng mà hôm nay thì con dơ lên mấy cô không thấy nha. 2 mét này bao nhiêu tiền đây. Hàng dày dặn lên nền bột. Bột dày dặn giùm con nè. Về mình may áo sơ mi, may bộ, may xét gì đều được nha. 2 mét trắng cô Kim thôi. 2 mét này là 83.000. 2 mét 83.000 nha. À, lấy trắng lên trắng kèm mét giùm con hàng lên nền bột. Lấy trắng lên giùm con trắng kèm mét. Rồi cái mã lên nền sọc nãy con còn một màu xanh biển nè. 2 mét trắng cô Huỳnh Hồng. Xanh biển 160.000 đấy. Xanh biển lên, xanh biển kèm mét giùm con. 160 kèm mét. Trắng 1,4 mét cô Liên Trần. Trắng lên trắng giùm con, lấy xanh lên giùm con, xanh là hàng lay nền luôn nè. Màu xanh này hàng lay nền luôn nha. Lấy xanh lên xanh giùm con. Xanh kèm mét. Họa tiết hình rất rắc màu xanh. Đây là lấy xanh lên xanh giùm con. Cô Hồng Phương. Con trắng và đen con không có.
một mét này nãy con cân lên là tầm 19.000 nha. Alexander lên xanh kèm mét giùm con. Linen hình zip lắc. Lấy xanh lên xanh giùm con. Một mét hai xanh cho cô Diễm Lan. Rồi, cái này của con là hàng linen theo. Một trăm sáu mươi bảy ngàn. 167 lên 167 kèm mét. Này thì hàng dày dặn nha. 167 hàng linen theo màu xám giùm con. Đó, nó theo là nó theo mấy cái tròn tròn ở đây nha mấy cô. Đó, thoáng khí. Cái này về mình may bộ nè, lên đầm may không cần lót giùm con. Hàng dày dặn, linen theo hàng dày dặn nha. Lấy mã này lên giùm con là xám kèm mét. Cắt 2 mét cô Loan Phạm. Để con cân thử 2 mét này bao nhiêu tiền. Von đen con không có. Cắt 1 mét rưỡi cho cô Kim Thơi. Cái đó 1 mét 2 xanh cắt rồi. 2 mét này con cân lên là 53 ngàn nha. 2 mét 53. Ai lấy xám lên xám giùm con. 1 mét rưỡi cô Liên Trần. Hai mét 53 ngàn. Này con còn được 1 2 2 mét 7. Mét 73 ngàn. Cắt 1 mét rưỡi cho cô Tuyết Hoa là còn được 1 mét 2 ha. Còn 1 mét 2 thôi cô Thanh Kim ơi. Hồi nãy chị nhớ chị cắt 2 khúc 1 mét rưỡi lần rồi. Còn khúc 1 mét rưỡi nữa. Nguyễn Kim Hợi. Là thiếu rồi. Rất là xin lỗi cô. Con còn 1 mét 3 thôi cô. Cô Tuyết Hoa ơi. Tuyết Hoa ơi, con còn 1 mét 3 thôi nha. Dạ rồi, khỏi cho cô Thanh Kim. Còn 1 mét 3. 34 ngàn. Lấy được thì lên giùm con mã 34. Cái đường à. Cái này kiểu như là tấm vải nó xếp lại xong rồi cái nó bị dính dơ đúng không cô? Rồi. Đầu này thì nó không có bị. Một. Ái xanh biển lên xanh biển giùm con. Thôi nó cũng bị luôn rồi mấy cô ơi. Cái này nó bị dơ ở cái vết, ngay chỗ cái nếp gấp nó bị dính dơ á. Ủng ghê, màu xanh biển đẹp ghê. Rồi màu này của con là màu xanh min. Màu min 203 ngàn cùng một họa tiết luôn. Hàng lên mình theo giùm con nè. 103, ai lấy 103 lên 103 kèm mét. Màu xanh rất là đẹp luôn nha.
Sunmin, Alex Sunmin lên Sunmin kèm mét giùm con. Sunmin kèm mét, Alex Sunmin lên giùm con Sunmin kèm mét. Hai mấy cô loan phạm. Rồi con tặng cho cô Loan Phạm khúc nửa mét ngay chỗ cái nếp gấp. Cắt 2 mét cho cô Loan Phạm. Để cô chờ con xíu để coi con lên con giảm sao cho nó hợp lý nha cô. 2 mét cô Diễm Lê. 2 mét cô Trần Mỹ Châu. Huỳnh Thúy. Trời ơi, khúc này không còn được 1m3 rồi cô Huỳnh Thúy ơi. Còn có mấy tấc à. Còn được 1m thôi. 1m cô có lấy giùm con được không nè. 1m28 lấy lên 28 giùm con. Rồi ok cho cô Huỳnh Thúy, con cảm ơn cô nha. Nguyên cái khúc này là nó bị dơ ở mấy chỗ này nè. Nó bị có chỗ là nó bị bạc màu luôn á nha cô. Để con cân lên. Cô may được thì về cô lách cô may ha. Có hàng không ạ? Ừ. Tặng cô. Nãy nói tặng cô Lan Phạm á. Rồi khúc này là 218.000. Cô lấy thì con giảm còn. Con giảm cô một nửa luôn. Giảm một nửa là còn 218 giảm một nửa. 102 còn 109.000. Lấy thì ok giùm con. Cái này nó dài lắm á. Cực kỳ dài nha. Có cái đoạn là nó không có bị dơ cô. Nó bị dơ ở một đoạn, còn một đoạn nó không có bị dơ. Nếu cô về cô lắc cô may thì vẫn ok á. Trong đấy chứ Huỳnh Phương. Chờ cô Huỳnh Phương. Rồi ok cho cô Huỳnh Phương. Mã này của con là hàng cô Tâm. Cô Tâm nha. Được một mã 109 đó con chốt rồi nha. Cô Mỹ Dung với lại cô Gôn Trần. 2 số 6 gì 3 4 được 4m2. Màu xanh ghi lên giùm con là 66.000. 4m266 lấy lên 66 giùm con. Cái mã tặng bấm bill gì đó. Thì bấm lại cái bill đó gì chưa. Chứ tặng. Khoan cái này của hình cô Huỳnh Tí. Xong lo bấm đi. Đây là cái bill này. Nè, ghi chữ tặng lên đầu là xong. 66 con chốt cho cô Nguyễn Liên. Có lên phải màu hả? Chờ con xíu. Rồi khúc này của con là màu xám trắng. Xám trắng 55.000. À lấy lên 55 giùm con. Xám trắng 55.000 nha. Được 1 2 3. Được 3,5m nè. 55 chúc cô Loan Phạm. Con còn một trong là Hồng Baby 38.000. Hồng Baby 38 là lấy 38 lên 38 giùm con. Được 1 2 2m2 38.000. Màu gạch
màu gạch 32 ngàn. Cô nào lấy màu gạch lên giùm con 32. Cái này nó nhẹ hèo rồi mấy cô. Về may áo đồ mặc rất là mát luôn, hoặc là mình may quần đùi lớn không mình mặc ở nhà cũng cực kỳ mát luôn. Được 1 2m1. Về mấy bộ mặc ngủ cũng được nữa. 32 con chốt cô Huỳnh Phương. Cô Diễm Lê, cô Manh gì cô Lan Phạm comment sau nha. Rồi cái mã lên lên lụa màu xanh biển, còn con nào lấy nữa không? Lên xanh biển kèm mép con cắt luôn nè. Con cắt để con qua màu nha. Lên nền lụa màu xanh biển. 2 mét cân lên là 48 ngàn. Đây nha, chất cực kỳ đẹp luôn, mềm rũ. Cô nào lấy lên xanh biển kèm mép giùm con. Cái này về mấy cô lên đầm, lên bộ, lên set, lên quần ống suông, lên áo sơ mi, lên áo dài được luôn giùm con. Lên được cả áo dài giùm con này. Ai lấy lên giùm con mã xanh biển kèm mép. Xanh biển kèm mép, cô nào lấy xanh biển lên xanh biển kèm mép giùm con. Xanh biển 2 mét cô Ngọc Thanh Từ. Này là 38 mã. Cô Nước Hoa ơi, nãy phải cô comment cái mã này không? Cái mã màu hồng này là 38, chúng phải 48. Con thấy cô comment 48 thì có phải mã này không nè? Nếu như phải thì lên lại giùm con là 38 nha. Các 2 mét xanh biển cô Ngọc Thanh Từ. Cô nào lấy linen lụa này lên giùm con luôn nha. Nó mềm kì luôn á. Rồi 38 cô chúc cô Nước Hoa. Linen bamboo màu cam sữa. 9 tấc rưỡi, cái này lắp khúc một khúc vậy là 9 tấc rưỡi nha mấy cô. Về may áo mặc cực kỳ mát luôn, 25 ngàn giùm con. Ai lấy 25 lên 25 nè. Ai lấy 25 lên 25 giùm con là linen bamboo nha. 25 cho cô Thanh Phượng một khúc, cô Huỳnh Thúy một khúc. Kiếm cô khúc vàng nhạt hả cô? 25 cho cô Diễm Lan một khúc nè. Màu đó thì con chưa có thấy. Rồi mã này của con là hàng xô. Cái này của con là hàng linen luôn nha. Linen nhưng mà nó nhạt hơn cái hồi nãy một tông. Nó dạng là linen bamboo luôn á, cực kỳ mềm. 77 ngàn. 77, ai lấy 77 lên 77 giùm con. Con sờ cái chất này thì nó giống như là xô vậy đó mấy cô. Linen bamboo nha. Linen bamboo. Cam sữa 25 con hết rồi. Cô Liên Trần, cô Châu nè. 2. Cái này là hơn 2, hơn 3 mét một xíu, 77 ngàn luôn á em cô Nước Hoa. Đó hơn 77 ngàn nha. Rồi xanh biển này của con là hàng linen bamboo nè. Linen bamboo màu xanh biển về mấy cô may bộ may áo mặc rất là mát luôn, thấm hút mồ hôi cực kỳ. Linen bamboo nha. Màu xanh biển, lấy xanh biển lên xanh biển kèm mép giùm con. 1m1 cô Châu là lấy màu xanh biển đúng không cô? Hay là cái màu hồi nãy? 2m rưỡi xanh biển cho cô Loan Phạm. Cô cho comment 1m1 là mã nào á cô? À màu hồi nãy rồi, ok cô. Linen. Linen lụa màu vàng. Được 1. 2. 2m4. Cô may áo lẻ tay ngắn hay tay dài? Tay ngắn thì mình tầm 1m3, tay dài là 1m5 đúng không?
66.000. 66.000 lên lụa màu vàng nha. Với cái này thì có khúc nhỏ nhỏ thôi. Sáu sáu chúc cô Lan Phạm. Rồi mã này của con là màu kem đào. Ai lấy kem đào lên kem đào kèm mét. Cái này hàng về dặn về mình lên đầm lên bộ không cần ốp giùm con nha. Lên đầm lên bộ không cần ốp giùm con nè. Con nào lấy cam đào lên cam đào kèm mét. Con có lên xô trắng cho cô nè. Xô trắng trơn hả cô con tròn? Xô trắng trơn thì chắc con chưa thấy á. Chắc 2 mét cam đào cô Lan Phạm. Cam đào 1m2 nghĩ rồi anh. Mây đầm cách mấy mét con? Mây đầm ạ? 2m2 hay 2m5? 2m5. Con cũng chưa có rành được mấy cái thông số đó. Nên là mấy cô hỏi thợ may giùm con với. Rồi mã này của con là hàng xô 2 lớp màu bò. Màu bò 113.000. Dạ chờ em xíu nha chị Bích Ngọc Trần. 113 đấy, 113 lên 113 kèm mét giùm con. Khổ này khổ 1m4 nha cô. Khổ 1m4. Bò 2m cô Huỳnh Hồng. Cái đó thì em chưa thấy nha cô Nhân Thu Trâm. Cái này còn được 2m3. 2m3 cô nào lấy nè. Không cắt được cái này 2 lớp nha. 62.000. 2m3, 62, ai lấy 62 lên 62. Cô Ân Khoa nè. Cô Ân Khoa chưa có số điện thoại. Lên cho con xin số điện thoại con mới cắt vải cho cô được nha. Cái đó còn 63.000 á. Cô nào comment trước thì lấy khúc đó ha. Sáu hai chốt cho Bích Ngọc Trần. Rồi mã trái lê để con còn. Trái lê còn là màu xám lam nha. Này hàng bôi theo giùm con. Ai lấy xám lên xám kèm mét giùm con. Hàng bôi theo, ai lấy bôi theo lên giùm con là xám kèm mét. Họ tiết hình trái lam này về mình may bộ được luôn nha mấy cô. Về may bộ may áo lẻ này may cho bé. Mềm cực kỳ luôn. 3 mét trái lê cho cô Lan Phạm. Đứng nhiều nó bị đau chân quá. Không, cho con ngồi một xíu nha. Ai lấy trái lê lên lê kèm mét. Một mét ba cô Huỳnh Thí rồi, có số thoại của cô Ân Khoa.
lấy trái lê nữa, lên lê giùm con. Dạ không, em không có đóng. Vàng bò con hết rồi. 1 2 3 4 được 4m8. 4m8. Lê Phạm Nguyên bảo chị nhận được rồi, vải đẹp. Cảm ơn chị nha. Ôi, vừa mới gửi hôm qua mà nhận được luôn rồi đó hả? 84.000, ai lấy lên 84 giùm con. Tôn gân đi, tôn gân màu đen, con không có như cô Phan Lê. Thấy cái này giống gì, giống màu bò đây. Màu này giống màu nãy không? Màu này tông đậm hơn hồi nãy một xíu nè. Cái tông này gần bằng cái tông bò hồi nãy nha. 2 khúc, khúc này 38.000. 38 rồi, cắt 2 mét cho cô Ân Khoa. Chờ con xíu. Khúc này được 1 1m45. 37 chút cô Thủy Trần. Đơn ra Hà Nội cũng có. À, nhanh vậy hả chị? Cái này là xô 2 lớp đó cô. Cắt 2 mét cho cô Ân. Rồi khúc này con còn được 1. Còn được 1m3. Một mét ba, 35.000. Ai lấy lên 35 giùm con. Cô nào lấy 35 lên 35 giùm con. Mã này của con là hàng lên nền bamboo. Chốt cô Minh gì? Lai nền bamboo màu gạch giùm con. Cái mã đó cô Lan Phạm comment sau con hết trơn rồi. Mua mã khác giùm con nha. Để hồi con coi còn màu đó không. Lai nền bamboo màu gạch. Ai lấy gạch lên gạch kèm mét giùm con. Ai lấy gạch lên gạch kèm mét giùm con nè. Cô nào lấy gạch lên gạch kèm mép giùm con nha. Con chào cô Liên Hoàng. Rồi, màu này của con là biết mà, gạch liên đồn. Cái gì? Cô Liên Hoàng. Con xin lỗi, con chào cô Liên Đoàn. Chị nói là cô Liên Đoàn mà. Em nghe Liên Hoàng đi. 3 mét cô chia đặn 1 mét rồi. Cô manh gì là lan nền bamboo ha. Hồi nãy hết luôn rồi cô ơi. 1 2 3 mét. Cái này của con là màu cà phê sữa đậm nè. Cà phê sữa đậm nha. 1,5 mét cho cô Nhung Lê là lên nền bamboo màu gạch. Rồi cái cà phê sữa đậm này là xô 2 lớp giùm con. Mã này là xô 2 lớp luôn nha. Đó mấy cô, xô 2 lớp nè. Cô nào lấy mã nào lên mã đó giùm con. 1 1 mét mấy? 1,5 mét à?
là lấy gạch nữa lên gạch. 3 mét cà phê sữa đậm cô Loan Phạm. Trời ơi, cô Huỳnh Hồng vừa còn đúng 2 mét luôn. Gạch 1 mét 6 cho cô Hoàng Vy. Gạch 2 mét cho cô Hiền Vũ. Còn là mã cà phê sữa con hết nha. Mấy cô comment sau không có. Khúc này 2 mét nè. Mấy quần sọt nam kéo ra bán cô vài mét để dùng đơn đi đơn luôn. Ủa cô, con khoa nãy là ghép cắt màu gạch hả? Cô vào phần tin nhắn đó, coi thử coi là nó có gửi mã về cho cô chưa. Này được 1m2 nè. Nếu như mà cắt rồi là cái trong phần tin nhắn có gửi về cho cô, còn chưa có là chưa cắt nha. 34.000 1m2 34. Cô nào lấy lên dùm con 34. Ba bốn con chốt cô Huỳnh Thúy. Có cái mã này nè. Mã này thì con nghĩ là may được. Mã này may quần sọc cho nam được không ạ? Hay nổi. Màu này mà nổi, màu này màu be mà. Mà nó hơi mỏng thôi. Cái này may quần mặc nhà thì được. Cái này của con là hàng linen theo nha. Linen theo sọc màu. Màu kem. Không phải màu kem nữa, màu này là kiểu màu be á mấy cô. Màu be nha. Ai lấy be lên be kèm mét giùm con. Sọc màu be. Cô nào lấy be lên be kèm mét. Cái này là sọc sọc dọc theo khổ giùm con nè. Đó, linen theo là nó theo cái mã này là nó theo hình caro caro gì nha mấy cô. Hết nốt rồi nè. Lấy giùm. Trời ơi, một mãi thô cô tao. Màu be, màu be 1m5. Màu be 1m5 cô Manh Dì, 2m5 cô Loan Phạm, 5m cô Lê Thảo. Nhiều mà. Chào cô nhà máy Nhi, để con cắt xong coi còn không nha. Một, hai, ba, bốn, năm. Còn được 1m65. Màu be còn duy nhất 1m65. Lên giùm con là 38.000. 1m65 38. Ai lấy 38 lên 38 giùm con. Ai lấy lên giùm con mã 38 nha. Chị 38. Rồi,
Thô Cô Tông nè. Thô Cô Tông Hoa 38 chúc cô Thanh Phượng. Thô Cô Tông Hoa, ai lấy Thô Cô Tông mã này lên giùm con. Cái này thì về mình may bộ nè, may đầm, may ga được luôn nha. Ai lấy mã này lên giùm con là hoa kèm mép. Nó kiểu là hoa nó in kiểu nhạt nhạt gì đó cô, như là hoa ẩn vậy đó. 8 mét cho cô nhà may Yến đi, xả cây đó giùm chị đi. Này của con 6m3 là nó có nối rồi. Có 6m3 này cô ấy nhớ được không? Chút thôi nhà máy nhiên. Một khúc 6m3 với một khúc 2m4 nha. Rồi lấy cả cho cô Yến Nhi. Lấy nền bamboo. Cái này là lá nhìn nha. Về may thì mát cho mấy cô 48 ngàn. Lá nhìn 48. 48 là lấy 48 lên 48 dùm con. Ở lấy mã này lên dùm con 48 nè. Được 1 1 mét rưỡi 48 ngàn. Chúc cô nhà may Yến Nhi. Rồi mã này màu xanh 70 ngàn. Ai lấy lên mã 70 giùm con. Mã này lên giùm con 70, nó có giãn nhẹ nha. 70 có giãn nhẹ nè. Được 1 1 mét 55. 1 mét 55 70 ngàn. Cái này xô, xô 36 ngàn. 70 con chúc cô Huỳnh Thúy. Xô 2 lớp. Được 1 1 mét 35. Chúc cô Loan Phạm. Xô màu mắm tôm 45 ngàn. 45 ngàn mã này xô 2 lớp. Được 1 1 mét 7. 1 mét 7. Ai lấy lên giùm con nè. Mã này của con là hàng Lê Ninh. Lê Ninh 35 ngàn. 45 chút cô Thảo My. Được 1 màu cam nha. 1m35. Chốt cho chị Thúy Ha Su. Lên nền bamboo màu be đậm. Màu be đậm 158. Ai lấy 158 lên 158 kèm mép giùm con. 158 kèm mép là hàng lên nền bamboo nha. Có thấy cô Bích Ngọc Tròn nhưng mà thấy cô comment sau. Lên nền xanh đen có. Vừa nhắc có một mã linen xanh đen này là linen bamboo. Linen bamboo thì về mấy cô may bộ nè, may áo giùm con, hoặc là may áo mặc rất là mát nha. Trời ơi, cái này là hai khúc xanh đen khúc nhỏ là 50 ngàn.
Được một. Còn nha cô, 1,5 m. 1 khúc 1,5 m 50. 1 khúc 52. 50 chốt cô Bika. 52 được 1. 1,55 m. 52 được 1,55 m. Màu đen này là Lining Bamboo luôn nè. 43.000 lấy lên giùm con 43. Ai lấy 43 lên 43 giùm con được 1. 1,3 m 43.000. 52 chúc cô Lan Phạm. Màu be cắt 2,2 m cô Ân Khoa. 43 chúc cô Lê Thảo. 6 nha cô Bích Ngọc Trần. Cô nào lấy be nữa lên be giùm con nè. Đây nè, xô màu mắm tôm. Khúc này 45.000. 45. Cái xô này con có khúc to luôn nè. Xô 2 lớp nha. 146. Chúc cô Huỳnh Thúy được 1,7 m đang cầm. 1,46 m chia đôi cho cô Bích Ngọc Trần. Cô lấy mấy mét? Này nãy giờ cô thấy có nói nè. Cho cô Trần Mỹ Châu, chờ xíu con cắt nha. Vậy con cắt cho cô Bích Ngọc Trần 3 m ha. Khúc này con còn được 1,6 m. Cái này không đủ 4 m rồi cô Lê Thảo. 1,6 m. Với lại khúc này là 9 tấc. 1,6 m 43.000. 9 tấc là 21.000. Lấy mã nào lên mã đó giùm con. Bố 21 chúc cô Sóc Nai Ly. 43 chúc cô Lan Phạm. Cô Mỹ Châu. 2 m 1 63.000. Con nào lấy lên 63 giùm con. 63 ai lấy 63 lên 63 nè.
Rồi màu hồng tím. Màu tay con thấy hồng tím, mà lấy hồng tím là hồng tím kèm mép giùm con. Cái này là hàng linen bamboo nè. Cô nào lấy hồng tím nên hồng tím giùm con nha. Về mấy bộ mấy áo mặc rất là mát luôn. Ai lấy hồng tím nên hồng tím kèm mép giùm con. Sao hôm qua có nhắn tin mà không chốt đơn hàng? Hôm qua có đơn cô Vi Linh không? Chạy gì chốt cú bó mà. Dạ để khoát nữa xuống hai con kiểm tra lại nha. Hồng tím 2,5 mét cô ai tặng. Rồi cắt 3 mét cho cô luôn ha. Không phạm cô là phạm. 4 mét cô Bích Ngọc Toàn, 1,6 mét Hoàng Vi. Lấy hồng tím lên hồng tím kèm mép giùm con. 1,6 mét Hoàng Vi nè. Cái này là linen bamboo nha cô. Này còn được 1, 2, 8 con chưa thấy 3. Còn được 3,1 mét. 3,1 mét. 97.000 3,1 mét. Ai lấy lên giùm con mã 97. Mã 97 nha, lấy 97 lên 97 giùm con. Màu hồng baby. Cô nào lấy hồng baby lên hồng baby lên bamboo luôn nè. Lấy hồng baby lên giùm con hồng baby. Rồi con có một mã này. Hàng thô Mỹ nha. Thô Mỹ nè. Mã này về mega được luôn giùm con. Màu hồng sữa mega được nha. Hàng rất là đẹp luôn. Ai lấy mã này lên giùm con là màu một cam đào chứ. Màu này một cam đào, ai lấy cam đào lên cam đào thì mép. Hàng thô Mỹ nè. Hàng này chuyên lên ga gói xịn luôn á. Cô nào lấy cam sữa lên cam sữa giùm con nha. Ai lấy cam sữa lên giùm con cam sữa. Rồi như lời đã hứa thì bây giờ con lên cho cô mấy cô một mã quà tặng. Cam đào 4 mét cô Bích Ngọc Trần. Cái đầu nó đâu mất tiên. Cam đào này là chất thô Mỹ. Nó là hàng cô tông á. Lên được ga gói. Khổ này là khổ 1,5 mét. Cái này là hàng thô Mỹ á cô.
cô Nhung Nguyễn. Mẫu hình chân chị là chắc gì? Chờ em xíu. Này con cắt lỡ tay còn có 7 tấc nè. Có cô nào về may may quần đùi áo lẻ gì không? Lên giùm con là 24.000. Lấy lên 24. Rồi con lên một mã quà tặng cho mấy cô nha. Ai lấy mã đó còn lại là lên giùm con mã 24. Sao rồi? Rồi sale cho tri ân cho mấy cô nào nãy giờ có mua hàng bên con nè. Rồi lấy luôn 7 tấc cho cô Lan Phạm. Lụa mango nha. Trời ơi xịn cực kỳ luôn. Có giãn nè, về mình may may đầm hoặc là may bộ mặt nhà mặc rất là mát luôn. Chất này mềm rũ cực kỳ. Lụa mango này sale cho mấy cô là 1m15.000. Mấy cô không có nghe lộn đâu, 1m15.000 thôi nha. Cô nào lấy lên giùm con. Lụa mango linen 1m hả? Không có, em có hàng khúc dài không mà chứ không có hàng khúc 1m. Rồi 1m15.000 lụa mango có giãn, cái này là mango xịn nha. Mango xịn nè. Này con chỉ bán cho cô nào đã mua đơn vào chiều nay có ủng hộ vải của con chiều nay thôi nha. Cái này là như là 15.000 1m, đó là chỉ là tiền cho mấy bạn xếp vải rồi tiền ship rồi tiền mấy bạn chốt đơn vậy đó. Đây là chỉ bán cho cô nào có đơn thôi nha. 3m cô Lan Phạm nè. 2m rưỡi cô Trần Kim Phượng. Thôi từ từ. Cái này mã này con bán chẵn nha. Con bán chẵn 2m. 2m là đủ 1 bộ. 2m là đủ 1 bộ. 2m 15.000. Để cho cô nào cũng có quà hết. Mỗi mét 15.000. 2m là bằng 30.000, 2m là bằng 30.000. Mấy cô comment lại giùm con đi. 2m 30.000. 15.000 1m. Mà 2m không biết chiều mấy cô may đủ không ta? Bán cho cô nào có mua chiều nay nha. Khúc sen trên vai mất tiêu rồi. Khúc ở đây đâu rồi? Cái này là nhìn bamboo quá cô. Cái vải con đang mặc hết là vải tốn theo á. Khúc này 95.000 lấy lên giùm con 95 là lai nền bamboo. Vải mango này con bán cho cô nào có đơn vào chiều nay 1m15.000. Rồi con cắt 2m rưỡi cho cô Kim Phượng. Hình như là giống á. Con bán. Bán 2m rưỡi, nhớ ghi là 15cm. 2m cô Diễm Lê. Là phải bán là giá 100 170 1 kg đó mấy cô.
mango này loại xịn này là phải bán giá 160-170 một ký luôn nha. Mà hôm nay là con sale cho mấy cô, không phải là sale nữa mà là tri ân, gọi là tri ân khách hàng, cho khách hàng đã ủng hộ con vào chiều hôm nay á. Thấy cô Diễm Lê ra đơn chưa? Rồi. 2 mét cho cô Trang Trang nè. 2 mét có 30.000 à. 2 mét cho cô Nguyễn Điệp. Cái này con cắt lúc nào cũng dư hết trơn á. Cái này không phải tặng mà là 2m, 1m15.000 nha cô Huỳnh Thúy. Là vừa bán vừa tặng á, 95 mã trên bao chốt cô Đỗ Hương. Cô Nguyễn Điệp 2m30.000 nè. Bika Nguyễn. À chị may cho mẹ và bé hả? Đội hưởng có cao 93 gì? 93 là cái mã sen đó, 95. Mango có giảng chuyên nhân khách hàng 1m15.000. Có, con có cắt cho cô Lan Phạm á. Ủa cái Bika đã chị cắt rồi mà. Nào. Cắt rồi. Đó. Cái này nè. Thì cô Lan Phạm. Cô Huỳnh Thúy. Hai mét cô Ngọc Thanh Từ. Rồi, cô nào cũng có nha.
Cái này con còn một khúc cuối nè. 1 2 Khúc này con còn được 2m6. Cô nào lấy con tính 2m5. Còn 2m6 khúc cuối cùng, tính 2m5 cho cô nào lấy nha. Dành cho cô nào có đơn vào chiều hôm nay rồi cô lên tiếp tục nè. Linen bamboo màu xanh rêu, 2m6 tính 2m5 cho cô nào lấy. Cái mango đó con còn 2m6, cô nào lấy bình luận lên giùm con. 65.000 nhìn mặt nó mắc cười lắm. 65.000 linen bamboo màu rêu. Anh lấy rêu lên rêu giùm con. 65.000. 1m8 1m8 65. Anh lấy 65 lên 65 giùm con. Rồi một khúc màu cam này là linen bamboo luôn. Một khúc cam linen bamboo luôn nha. 137.000. 137 lấy 137 lên 137. Rêu chốt cho cô Thảo My. 137 màu cam. Được 1 2 3 4 mét. Được hơn 4 mét màu cam là linen bamboo nè. Ai lấy là giùm con lấy hết hoặc chia. Linen bamboo lấy hết hoặc chia nha. Thô cô tông. Được 1 1 mét 2 thô cô tông cúc họa mi. 1 mét 2 lên giùm con 32.000. 32.000 được 1 mét 2 nha. 32 1 mét 2 lấy lên giùm con. Chở cái mã này cô teo quá. Cô sáng 32 con chốt cô Lan Phạm. Hình chú chuột nha. Hình chú chuột này nè là hàng linen theo giùm con. Hình chú chuột xô linen theo. Ai lấy chuột lên chuột kèm mét. Linen theo hình chú chuột. Con nào lấy chuột lên chuột kèm mét giùm con. Đây nha. Nó theo mấy cái gân gân nè. 2 mét cô Lan Phạm. Ai lấy chuột lên chuột để con cân thử 2 mét này bao nhiêu tiền. Chuột 1 mét 2 cô Huỳnh Thúy. Cái này về mình may bộ không cần lót thôi nha mấy cô. 2 mét 50 ngàn, trời ơi mét có 25.000. 1 mét 25.000 nha. Cô Ngọc Liên ơi, cái mã mango đó là con chỉ bán cho khách nào mà chiều nay có mua vải nha. Có mua vải thì con mới bán cái mã sale vậy. Chứ thực sự là sale lỗ đó mấy cô. Mã đó con bán giá chỉ bằng là tiền ship thôi. Tiền ship với lại tiền ship vải thôi đó. Chuột con còn được 1. Bà chú béo có lên thô theo. Dạ hôm nay con không có thô theo. 2 Thô theo dạo này hiếm lắm mấy cô ơi. 3 3m2 nè. 3m2 mã chuột. Hàng lên mình theo 83.000, ai lấy lên 83 giùm con. Ai lấy mã đó lên giùm con 83 trong cái thời gian này. Này em đi em xả cái khác giùm chị nha. Khoảng thời gian mà đợi chị like á. Màu xanh ngọc, hai nhí màu xanh ngọc, trời ơi. Màu này xuất sắc luôn á. Được 1. Cái này là dạng linen cô tông nha mấy cô. 2 3 Được 4 mét. Lấy lên giùm con là 97.000. 4m97. Mã này thô cô tông. Chín bảy chút cô Lan Thảo. Trời ơi thô cô tông dễ thương quá nè. Mã này về mega được giùm con nha.
Bữa nay Mega được chừng con. Này được 1, 2, 3, 4, 5, được 5m2, 5m2, đủ mấy ga luôn đó mấy cô. Về mây ga mây bộ rất là mát luôn nè. 135.000, lấy 135 lên 135 giùm con. Lấy lên giùm con 135 nha. Hàng lai nằm theo chú chuột. À con này. Con này là con cái gì cô ghi hả? Con gì? Con gấu gì? Cái này không phải là con chuột đâu nha mấy cô. Hình con gấu. Lấy gấu lên gấu kèm mét giùm con. Con gấu màu xanh lam ha. Lấy gấu lên gấu giùm con nè. Cô nào còn đang xem like bình luận lên giùm con với. 1 2, cái này về mây bổ không lên đầm không cần lót giùm con nè. 3 4 5 6, được 6m4 luôn nha. Gấu 3m cho cô Lê Thảo. Rồi con thấy cô Nguyễn Điệp, thấy cô Trinh Kiều Vân. Cách 3 mét thì con còn hơn 3 mét. 2 mét gấu cô Vi Linh. 1m4. Gấu 1m4 36.000, ai lấy lên 36 giùm con. Gấu con đó con còn là màu xám nữa nha. Cô nào lấy gấu màu xám lên giùm con là gấu xám kèm mét. Cô nào lấy gấu xám lên gấu xám kèm mét. Một mã bôi theo. Này giống cái này là lining theo chứ không phải bôi theo nha mấy cô. Lining theo nè. Nó theo mấy cái hình ô vuông vậy đó. Được 1 2 cắt 1m2 cho cô Nguyễn Điệp trước nè. Cái này về mình may đầm may bộ không cần lót đâu nha, may được cho cả bé luôn. Mát cực kỳ. Không, chỗ cây nữa. Giờ tới giờ mấy cô đi tao đi nấu cơm mà. 1m3 cô sắp lên. Theo luôn á cô, khúc này còn hơn 3 mét xíu nha cô Lê Thảo. Hình mặt cười. Dạ đây. Nó theo là nó theo mấy cái đường gân gân như nhớ mấy cô. Theo mấy cái sọc sọc vậy đó. Mình
Mã này của con là hàng Linen Tail luôn nè. Hình mặt cười. Được 1 2 3 mét. Ba mét 74 ngàn, ai lấy lên 74 giùm con. 3m74, con nào lấy 74 lên 74 nha. Màu xám thì của con là hàng lai nền, nãy giờ cô nào hỏi có tông màu xám không nè. Màu xám là hàng lai nền nha. Con nào lấy xám lên xám kèm mét giùm con. Ai lấy xám lên giùm con là xám kèm mét. Lên màu xám, cái này lên đầm lên bộ được dùm con, không còn lót. Ai lấy xám lên xám dùm con. Lên nền màu xám, 2 mét này chưa tới 30 ngàn đâu. Con nào lấy xám lên xám dùm con nè. Ai đang còn xem like bình luận lên dùm con nha mấy cô. Màu cam, lên nền theo 21 ngàn. 21 ngàn. Được 8 tấc rưỡi. 21 ngàn, móc góc một xíu siêu. Chúc cô Huỳnh Thúy xám 1m5. Cô manh gì hình như mạng đang bị chậm nè. 3m. Cô Lê Thảo em hút này con. Một mét rưỡi cô Kim Hoa Huỳnh xám. Lên màu hàng sọc 2. Cô nào muốn mua linen màu chắc con hẹn vào tối nay quá. 3. Tối nay con soạn thêm hàng linen màu nha. Chứ bây giờ con cũng gần xuống like rồi. 1m5. Còn được 4m85. Bốn mét tám mươi lăm, 125 ngàn. Lấy 125 lên 125 giùm con. 4m85, 125 ngàn nha. Khúc đen này của con là hàng linen luôn nè. Khúc đen linen nhan cực kỳ mát luôn. 34 ngàn, lấy lên giùm con 34. Ai lấy 34 lên 34 giùm con. Được 1. 1m4. 1m4 34 ngàn. Ai lấy 34 lên 34 giùm con nè. 1m4 34 ngàn nha. 34 chốt cho mình gì? Chọn cái chỉ. 34 con chốt của mình gì? Rồi tấm này của con là linen theo 24 ngàn. 24, ai lấy 24 lên 24 giùm con. Được 9 tấc rưỡi. 24 con chốt cho cô Huỳnh Thúy. Cái này của con là hàng boy, 27 ngàn hàng boy. Ai lấy 27 lên 27, nãy giờ không bị khẩu trang luôn hả? Không bị bụi hả? 1m7, 27 ngàn. Trời ơi, rẻ bèo luôn á. 1m7, 27 ngàn. Ai lấy 27 lên 27 giùm con. Bớm kìa. Rồi con bớm màu xanh. Cái này nó bị bạc màu rồi. Cái này nó bị bạc màu rồi mấy cô ơi. 27. Đợi chút cho cô. Ha.
27 con chốt cơ quan tròn. Tấm này nó bị bạc màu rồi. Đó, nó bị bạc màu. Một cái đường sọc ở đây nha. Bạc màu một cái đường sọc. Ai lấy con tặng? Con nào lấy comment tặng lên giùm con đi, con tặng mã đó. Rồi cái mã theo nãy con có màu lông chuột. Con có màu lông chuột nha. Con tặng cho con sóc Lily. Sóc Lily comment trước. Ai lấy lông chuột lên cho lông chuột kèm nhét giùm con nè. Đó, cái này là hàng Lennon theo nha. Đây nè, nó theo. Con nào lấy lông chuột lên lông chuột kèm mép giùm con. Ai lấy lông chuột lên lông chuột kèm mép. Con nào lấy lông chuột lên giùm con lông chuột kèm mép nè. 1 2. 1m6 lông chuột cô Lê Thảo. Đừng có én quá. 1m2 cô Nguyễn Điệp. 1m3 cô Sóc Nai Ly. 2m cho cô Vĩ. 1. Còn hơn 2m tí xíu nha cô Vi Linh. Rồi cái này con có thêm một tâm nữa nè. Cô Vi Linh ơi, khúc đó con còn hơn 2m. Lên cây coi gì hả? Chờ em xíu. Nãy vừa mới thấy nó bị lỗi ở đâu á. Ok cho cô Vi Linh kìa. Nhìn con là xanh kèm mép đi ha. Xanh kèm mép. Nó cùng một họa tí cùng một chất liệu luôn nha mấy cô. Ai lấy xanh lên xanh giùm con. Xanh 1m3 của Sắc Nelly. Giùm con. Rồi con có thêm một tâm màu trắng nữa nha. Trắng là lấy trắng lên trắng kèm mép giùm con nè. Trời ơi, màu trắng này đẹp xuất sắc luôn á. Con nào lấy trắng lên trắng kèm mép. Dạ chưa. Chưa có lay nền. Màu vàng chanh xanh 3m cho Lê Thảo. Xanh 1m4 cô Huỳnh Thúy. Trắng 1m7 cô Sóc Nai Lê. Trắng 3m cô Lê Thảo.
trắng màu xanh. Nhìn không biết hả? Ba lít xanh nè. Xanh này con còn được 1m05. 1m05 22.000, con nào lấy lên 22 giùm con. Cái trắng này chị cắt bao nhiêu? Chưa có cắt. Chờ con một xíu đi, con cắt xong cái trắng này nha. Hai hai chốt cô Trang Trang nè. Sắp mua rồi. Một cái cô Trang Trang nè. Hai mét trắng cho cô ghi luôn. Cô cửa hàng Bình Hằng ơi, cái này thì còn được 3 mét. 3 mét con không cắt 2 mét được nha. Ba mét cô lấy hết thì con được không nè? Rồi ok cho cô cửa hàng Bình Hằng. Sao mà em không được? Chờ con xíu nha mấy cô. Chờ con xíu nha. Đây nãy cô nào yêu cầu mã này. Mã này của con là hàng. Đây là đuổi. Xã của chị. Trời ơi khoa xuất sắc luôn. Hoa vàng, cô nào lấy hoa vàng lên hoa vàng kèm mét giùm con. Thằng lên hình đuổi nha. Cô nào lấy hoa vàng lên hoa vàng giùm con nè. Hoa vàng, ai lấy hoa vàng lên hoa vàng giùm con. Anh được chưa? Ai kêu 200. Ok bấm vô chưa? Hoa vàng 3 mét cô Lê Thảo. Hoa vàng 1m7. Nãy cô là hỏi cái mã này ta. Như chị Ngọc Hiếu hỏi á. Ngọc Hiếu có lấy không nè? 2 mét hoa vàng cho chị Ngọc Hiếu. Để con coi khúc này còn được mấy mét nha. 1 2. Còn được 2m45. 2m45 cô nào lấy bình luận lên giùm con. 2m45 là 59.000. 2m45 59.000 nha. À lấy lên 59 giùm con. Rồi chú ơi.
9 chốt cô cửa hàng Bình Hà. Ai lấy voi lên voi kèm mép giùm con nè. Hàng Lightning. Voi này là hàng Lightning nha mấy cô. Họa tiết hình con voi cũng sang nữa nè. Con voi rất là sang chảnh luôn nha. Ai lấy voi lên voi kèm mép giùm con. Lightning đẹp quá. Đó, cái chất nhìn nó đẹp cực kỳ luôn á. Ai lấy voi lên voi kèm mép giùm con. Lightning voi, ai lấy Lightning voi lên Lightning voi kèm mép. Voi 2 mét cô Huỳnh Thúy. Voi 3 mét cô Lê Thảo. Cắt 3 mét là con còn một cước 9 tấc thôi. Còn 9 tấc voi, ai về may áo nẻ hay là may đồ cho bé lên giùm con 22 ngàn. Con nào lấy lên 22 ngàn giùm con nha. 22, ai lấy 22 lên 22 giùm con. Hoa nhí. Hoa nhí này hàng xô nè. Dạng nó. Cái này là Lightning chứ hả? Lightning nha. Nhìn cái chất con thấy giống, gần giống như là Muslin vậy đó. Vô voi cái đó là hàng Lightning đó cô. Voi con hết rồi, không đủ 3 mét rưỡi cho cô nè. Con chốt 22 cho cô Thanh Kim. Mã này của con là hàng Lightning nha. Được 8 tấc rưỡi. Hoa cúc 8 tấc rưỡi lên giùm con 15 ngàn. Ai lấy 15 lên giùm con 15. 15 ai lấy 15 lên 15 giùm con. Màu xanh min. Màu xanh min 27 ngàn. 15 đó có dính một vết nhỏ giảm cho cô nào lấy còn 12 ngàn. Ai lấy 27 lên 27 giùm con. 15. Chúc cô Lê Thảo. 27 chúc cô Huỳnh Thúy. 15 giảm còn 13. Rồi mã này của con màu xanh biển. Màu xanh biển 48 ngàn. Xanh biển 48. Ai lấy 48 lên 48 giùm con. Được 1. 2. 2m3. 2m3 48 ngàn. Màu này là màu hồng sữa. Màu cam sữa chứ 116 ngàn. Cam sữa 116. Con nào lấy 116 lên 116 giùm con. Con còn khúc màu xanh nè. Với lại màu cam sữa nha. Màu xanh là 48. Cam sữa, lấy cam sữa lên cam sữa kèm mép. Con nào lấy cam sữa lên cam sữa kèm mép giùm con nè. Cam sữa khuyên khúc này là 116 ngàn á. Ai lấy lên giùm con 116. Rồi cái mã này. Cái mã này hồi nãy có màu hàng xanh với lại màu hồng, thì con có màu xám á. Con có thêm một cái màu xanh min nè. Cô nào lấy min lên min kèm mép. Cô nào lấy mã xanh min lên xanh min kèm mép. Mã này là mã Lightning nha mấy cô. Lightning màu xanh min. Ai lấy xanh min lên xanh min kèm mép giùm con. Chất rất là đẹp luôn. Về mình may đầm may bộ gì không cần lót giùm con nè. Lấy min lên min kèm mép. Con nào lấy xanh min lên xanh min kèm mép giùm con nha. Ai lấy xanh min lên xanh min kèm mép nè. Còn con nào đang xem live không mấy cô ơi, bình luận lên giùm con với. Con thấy hiện tại là có 37 cô đang xem nhưng mà không có thấy bình luận của ai hết nha. Có ai lấy xanh min comment xanh min lên giùm con.
Rồi trái lê hàng hàng bôi theo, thiệt sự là không thấy ai comment luôn á, không biết có bị gì không. Chờ con xíu nha, để con coi thử coi có bị vấn đề gì không, thấy không thấy comment của ai hết nè. Trong bao vải gì vậy? Cái này hả cô? Cái này là hàng linen luôn á. Rồi mã trái lê này là hàng bôi theo. Bôi theo lên giùm con 70.000. 70 ai đấy, 70 lên 70 giùm con nền màu xanh biển. Được 1 2 3 4 mét xanh biển. 4 mét xanh biển 70.000. Trời. Có lộn không vậy? Sao mà nó rẻ quá vậy? Rồi B, màu vàng chanh. Màu vàng chanh 15.000. Đây cô. Vàng chanh 15, ai lấy 15 lên 15 dùm con họa tiết hình trái lê luôn. Được 9 tấc rưỡi. Chúc cô Huỳnh Thúy. Rồi mã theo nè. Mã lai thình theo nãy con còn một màu, màu hồng da. Cô nào lấy hồng da lên hồng da dùm con. Hồng da kèm mét hàng lai thình theo nha. Cô nào lấy hồng da lên hồng da kèm mét dùm con nè. À, lấy hồng da lên hồng da kèm mét. Được 1 2 Vải áo nam đi biển hả? À, lấy màu hồng da lên hồng da dùm con. Rồi còn cô nào đang xem ông bình luận lên giùm con với nè. Da 1,5 mét cô Huỳnh Kim Thơi. Giờ chắc là tới giờ chiều rồi mấy cô đi nấu ăn rồi đúng không? Vậy thì con xuống like tối, con lên like sớm nha. Cây sọc ra rồi. Sọc Cairo nào con không biết nữa. Khúc lẻ may áo giống em là hết rồi. Đợi đợt nào mà có thô theo á về cô vào cô săn nha. À, lấy mã này nữa lên giùm con nè. Da kèm mép. Dạ tầm 7 giờ hoặc hơn một xíu xíu là con sẽ lên like á. Da 1,5 mét của Huỳnh Thúy. Vải con voi. Con voi con không biết là còn màu nào không. Chứ mấy màu nãy con lên là hình như hết sạch á. 1,5 mét thôi, còn mấy khúc lẻ tẻ ở đây để con like qua lượt rồi con xuống like nha. Rồi tối tầm 7 giờ hơn con lên like lại nha. Khác chút. Rồi con nào lấy da nữa lên da giùm con. Không chút. Hàng bôi nè. Bôi 35.000. Cô nào lấy bôi lên giùm con 35.000. Còn 2 mét mà rồi ok. Cái đó còn 2,5 mét á.
này được 2 mét, 35 ngàn được 2 mét bao, trời ơi rẻ bèo luôn nè. Nghe chưa? 15 ngàn mét, 35 chốt cô Huỳnh Thúy. Rồi bông đó con có một màu đỏ nữa nha, màu đỏ bôi 32 ngàn. Anh lấy lên giùm con 32. Một được 1m8 32 ngàn, lấy lên 32 giùm con. 1m8 32, lấy 32 lên 32. Cái mã linen thêu màu trắng lúc nãy con còn một khúc mà nó bị dơ nè, bị dơ thì cô nào lấy con giảm. Được 1m1 về mình may áo lẻ hay gì đó mình lách mình may, 27 ngàn giảm còn 22 cho cô nào lấy. 32 con chốt cô gon tròn, 27 giảm còn 22 cô nào lấy bình luận nha. Linen cô tông 27 giảm còn 22 cho cô Huỳnh Thúy. 105 linen cô tông 105, anh lấy 105 lên 105 giùm con. 105 nè. Hoa vàng cái này về mình lên đầm lên bộ là xuất sắc luôn. 27 giảm còn 22. Anh lấy hoa vàng lên hoa vàng giùm con. 105 thì phải. Được 1. 2 3 4 được 4m4 nha. 4m4 ai lấy lên giùm con nè. 4m4 cách 1m4 cho Lan Anh Na là còn 3m. Cách 1m4 cho chị Lan Anh Na là bên này cũng còn được 3m nha. Này 74 ngàn, 3m74 ai lấy lên 74 giùm con. 3m74 con nào lấy lên 74. 2 da đó mấy cô, thô 2 da nha. Được 1m9, cái này về mấy cô may quần sọt chân váy đồ rất là đẹp luôn. 1m9 lên giùm con 59 ngàn. 1m9 59. Cái cùng họa tiết con có một màu da nữa nha, màu da 92. 1m9 cho cô sóc Lily. Cái này 92 ngàn. Đó nó là 2 da vậy nè mấy cô. Được 1 2 3 mét, cắt 1m8 là còn 1m2 ha. Còn 1m2 cho cô Huỳnh Thúy hết. Rồi cái này con có một màu đỏ nữa nè. Một màu đỏ lên giùm con là 108. Màu đỏ 108 nha. 108 rồi lấy 108 lên 108 giùm con. Được 1. Cô Lê Nhung
còn một. Ủa, mặt này mất thiết rồi. 2m1 thì không cắt được rồi. Này mặt trước nè. 2m1 cô nào lấy lên giùm con mã 62. Rồi còn một màu xanh, nó giống như màu jean vậy đó mấy cô. Đây nha, màu jean nhẹ. 127, ai lấy 127 lên 127 giùm con. Mã này 127. 127 kèm mét nha. 62. Cô Hai Gia 62 chúc cô Huỳnh Thúy. Ai lấy mã này lên giùm con nè. 127 1m3 cô Sóc Lê Ly. Cho cô Truro. Mã này con còn được 1m cuối. 1m lấy lên giùm con là 32.000, 1m32.000. Rồi con bướm hàng Solanin. Solanin con bướm màu lam 18.000. Ai lấy 18 lên 18. 32 con chúc cô Huỳnh Thúy. 18.000 được 1m. Phút này của con là hàng boy nha. Hàng boy hình bong bóng. Được hơn 1m. Thấy. Ai bấm vậy? Cô Nguyễn Thị Nhung ơi, cái mã 32 đó con chốt cho cô Huỳnh Thúy mà cái bạn bấm tem bấm nhầm nha. Rồi mã này lên giùm con là 18 xanh. 18 xanh của boy nè, cái mã này có ai mua đâu mà bỏ gì đó. Còn cái phúc con 4 là màu mã 18 luôn á. Rồi. Rồi con xuống like nha. Con xuống like con soạn hàng nè. Tối lên con like tiếp mấy cô. Tối nay lên săn quà tặng tiếp nha. Tối nay mấy cô vào săn quà tặng tiếp với con ha. Rồi bye bye mấy cô. Hẹn mấy cô tối nay là tầm 7 giờ hơn nè.